vị thiền trưởng của con lòng của người thầy à, để có thể lên đây để có thể chia sẻ phân tích cho chúng ta những cái tư duy những cái cách mà mình đã ứng dụng và cũng như là người thầy của mình đã ứng dụng vào cuộc sống của chị ấy và chị ấy đã có những kết quả vô cùng là thành công, vô cùng là tuyệt vời anh chị được không ạ? Rồi, bây giờ anh chị có thể là cho em thấy tay trái của anh chị được không ạ? Rồi, tay trái của anh chị đâu chị ơi? Rồi, tay phải của anh chị được không ạ? Mình sẽ cùng nhau chào đón lên đây danh nhân chị Nguyễn Diễm rồi, anh xin mời chị Diễm nghe lên chia sẻ phân tích cho mọi người ạ. À, tuyệt vời, chị xin lời gửi cảm ơn tới doanh nhân Văn Hoàng sáng ngày hôm nay đã làm MC tuyệt vời chúng ta đó bạn. Cảm ơn chị Mười hôm nay đã đọc sách. Cảm ơn doanh nhân Trần Nhân, cảm ơn tất cả các anh chị trưởng nhóm đã gieo hạt giúp đỡ rất nhiều anh chị biết câu lạc bộ và cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong Zoom. Sáng nào mình cũng lựa chọn cái sự phát triển để mà các anh chị đã đạt được những mục tiêu trong cuộc sống ha. bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau rèn luyện một cái thói quen của người thành công chị đó là mình sẽ rắc bụi phép màu cho buổi dung em mà các chị hãy nhắm mắt lại và sau khi ngày hôm nay các chị đọc những chương sách này thì kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được đó, khi mình tham gia dung sáng này là cái gì à mình có thể đưa ra những cái quyết định và sống như thế là mình đã có được những cái điều này rồi nha các chị nha rồi, cùng nhau nhắm mắt lại nè cảm ơn các anh chị À, tuyệt vời cảm ơn cả nhà các bạn rất là nhiều ha ok các chị sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã đi qua cái quy tắc thịnh vượng số 6 đúng không ạ đó là nếu mà động cơ kiếm tiền hay là thành công của mình nó xuất phát từ những cái nguyên nhân không có tích cực chẳng hạn như là sợ hãi giận dữ hay là nhu cầu chứng tỏ bản thân thì tiền bạc nó sẽ không bao giờ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc ok các chị ha à, trước khi mà dẫn tham gia vào môi trường câu lạc bộ cái gì cái động lực cái động lực để cho diễm mong muốn là mình thay đổi cuộc sống đó là bởi vì mình mong muốn là mình có thể là được uh, báo hiếu được cho cha mẹ của mình anh chị nha đây là cái nguyên nhân Đúng không? cái nguyên nhân xuất phát của diễm vì sao mình muốn thay đổi cuộc sống đó là bởi vì mình muốn báo hiếu được cho cha mẹ của mình mình mong muốn rằng là có thể là thấy được là ba mẹ của mình có được cái cuộc sống tốt nhất À, và khi mà và khi đó chị cũng mong muốn là sao mà mình cũng có thể là giúp đỡ được cho nhiều người khi mà mình thành công và giàu có à, đó là cái nguyên nhân xuất phát và ở đây á, tác giả nói ấy, các anh chị là cái nguyên nhân nó rất là quan trọng đó là bởi vì khi mà cái ví dụ khi mà cái nguyên nhân của các anh chị mong muốn thay đổi cuộc sống là bởi vì mình giận dữ một một ai đó đi chẳng hạn ví dụ uh, chồng mình trước đây ví dụ như có một cái chờ có một chị đó là trước giờ là chỉ có chồng sau đó nhà nội trợ thôi con cái này kia các thứ thôi chồng là cái người đi làm kiếm tiền chính đúng không ạ và trong cuộc sống thì chị ấy, chị ấy cảm thấy là không có được hài lòng về tiền bạc chị ấy cảm thấy rằng là chồng của mình có vẻ như là khinh thường mình vì mình không tạo ra được tiền bạc các thứ thế là bên trong nuôi dưỡng một cái cảm xúc nó không được tích cực gọi là cảm xúc giận dữ đó các chị về chỉ mong muốn là sao ạ à? mình tôi tôi sẽ kiếm tiền nha để gọi là chứng tỏ bản thân thôi để cho anh thấy chẳng hạn vậy cái gì đó là một cái ví dụ về cái nguyên nhân nguyên nhân gốc rễ nhưng mà đó là những nguyên nhân nó không có tích cực chị hoặc là sao ạ à? hoặc là bị ai đó nói mình một câu gì đó là bà con bà con dòng họ có thể là người trong gia đình có thể là n n i c có thể là n i c là gì n i c là gì cái không đó. đó hoặc là ai ạ à? hoặc là bạn bè các thứ đúng không ạ nói mình một cái câu gì đó mà chạm vào cái gọi là tự ái của mình các thứ đúng không khiến cho mình cảm thấy là muốn chứng tỏ bản thân của mình hãy đợi đấy nhưng mà các thứ với một cái cảm xúc không có tích cực và có rất là nhiều những cái nguyên nhân lý do khác này ví dụ hay để các anh chị thấy rằng là có rất là nhiều người mong muốn thay đổi cuộc sống của mình nhưng với cái nguyên nhân thì nó lại là cái nguyên nhân không có được tích cực Hoặc là có một số các anh chị mong muốn mình thay đổi cuộc sống là bởi vì mình nghĩ rằng là có nhiều tiền mình sẽ hạnh phúc. Mình nghĩ rằng là bây giờ mình rất là sợ hãi. Mình sợ hãi với cuộc sống. Khi mà mình đang không có tiền bạc đi. Và mình nghĩ rằng là khi mình có nhiều tiền thì mình sẽ có được cái sự bình an. Mình sẽ có được cái sự hạnh phúc. Và nói với các anh chị rằng là nếu mà anh chị nào ở đây mà các chị nghĩ, tại hồi xưa Dũng cũng nghĩ vậy á. Hồi xưa mình cứ nghĩ rằng là bây giờ mình thôi mình ráng chịu đựng đi. Để sau này khi mình có cuộc sống tự do và tài chính rồi thì lúc đó đúng không? mình sẽ sống hạnh phúc rồi kia. Các chị ha, nhưng mà sau một cái thời gian thì những tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì mình mới biết rằng là cái niềm tin đó của mình nó không có được đúng đắn bởi vì sao các anh chị bởi vì những cái hạt giống chẳng hạn như là các anh chị mong muốn có cảm xúc hạnh phúc đúng không ạ bình an thấy không vui vẻ hạnh phúc đó. cái đó là cái chị tưởng tượng nó giống như một cái hạt giống và khi mà mình gieo vào bên trong cái khu vườn tiềm thức của mình thì em hỏi các anh chị là nếu như mình có một cái hạt giống mà mình không có gieo trồng mình không có chăm sóc mình không có tưới nước gì hết thì theo thời gian cái hạt giống của mình nó có phát triển không ạ và nó có ra hoa và kết quả đúng không ạ Và tất nhiên là không rồi mặc dù là những cái hạt giống của những cảm xúc tích cực đó, nó có sẵn vào trong tiềm thức của các anh chị rồi nhưng nếu như mà mình không có nuôi dưỡng đó, các anh chị thì cái cây đó nó sẽ không có trưởng thành và ra hoa và kết quả được cũng giống như vậy đó khi mà các anh chị nghĩ rằng là tôi khi mà tôi có nhiều tiền tôi sẽ có được hạnh phúc không có đâu các anh chị là tiền nó không có làm thay đổi bản chất của con người mà nó chỉ phóng đại những cái bản gọi là những cái bản chất của con người đó lên mà thôi chứ nó không nó không làm thay đổi bản chất con người nha ví dụ khi mà bên trong của các anh chị mình có cái cảm xúc cái cảm xúc nó nó trở thành cái thói quen luôn rồi đó là mình hay sợ hãi nè mình hay lo lắng nè mình hay giận nè cái tính của mình hay nóng nè à, hay là mình nhu cầu là mình mong muốn chứng tỏ bản thân cái thứ nè thì khi mà các anh chị có những cái cảm xúc không tích cực đó bên trong á Khi mà mình nhiều tiền thì sao ạ? À? Các chị đang mỗi ngày đang nuôi dưỡng cái hạt giống đó mà Khi mà các anh chị nhiều tiền thì những cái hạt giống mà các anh chị nuôi dưỡng nó sẽ càng lớn hơn mà thôi Chứ không phải là mình nuôi dưỡng cái hạt giống giận dữ, đúng không à? lo lắng, không vui Khi mà mình nhiều tiền thì tự dưng cái mình có được cái cái, cái quả của sự hạnh phúc thôi các anh chị khi mà các anh chị mình chăm sóc hạt giống nào thì mình sẽ có quả của hạt giống đó. Và khi mà diễm hiểu được cái điều này á, mình mới biết được rằng là à, thì ra là tiền nó không làm thay đổi bản chất con người. Chứ hồi xưa trước khi vào câu lạc bộ diễm tưởng đâu là tiền nó làm thay đổi thay đổi bản chất con người không Nên là mình hay đổ đổi đổ thừa tiền lắm. Ví dụ như mình thấy trời ơi xưa bạn mình không, lúc chưa có tiền á thì thấy tử tế, ngon lành lắm. Khi mà có tiền á thì À, thấy thay đổi rồi các thứ rồi không chơi với mình hay là này kia nữa Ô, người này khi mà có tiền thì thấy có vẻ thay đổi nhỉ nên là mình hồi xưa trước khi vào câu lạc bộ cái chị có những cái niềm tin không có tích cực về tiền đâu mình thấy là có nhiều người họ có tiền thấy không nhưng mà gia đình không có hạnh phúc đồ các thứ vậy thì mình phải cần phải cẩn thận với tiền bạc tại xưa chứ đâu có biết đâu cái gì và tất nhiên rồi khi mà mình có những cái niềm tin không tích cực về tiền bạc như vậy thì lúc đó dự định không có tiền cái chị mình có nhiêu tiền á, mình cũng sao ạ? À? Có chuyện này chuyện kia nó cũng ra hết trơn, không có giữ được những cái tiền bạc mình đã làm ra. Và cho đến khi mà mình thấu hiểu được cái điều này, đó là tiền nó không có làm thay đổi cho chất con người, mà nó chỉ phóng đại những cái gì mà con người đó bên trong đang đang có lên. Nên nếu như mà các anh chị mong muốn là có bao nhiêu số các anh chị mong muốn là mình có một cuộc sống hạnh phúc ạ? À? Có cuộc sống hạnh phúc, có một, một cái cuộc sống bình an, yêu thương biết ơn và trọn vẹn trong cuộc sống này các anh chị comment tôi ha nếu mình mong muốn điều này á thì ngay từ bây giờ ngay lúc này các anh chị cần phải sống và nuôi dưỡng cái hạt giống tốt đẹp ấy mỗi ngày mình cần phải hỏi chính mình xem các anh chị phải hỏi chính mình á, là cái động cơ kiếm tiền cái động cơ mà giúp cho các anh chị mong muốn là các anh chị kiếm nhiều tiền lên động cơ ấy là cái gì mình phải trả lời được nếu như mà cái động cơ của mình nó xuất phát từ thật sự là từ cái sự là mình hờn của ai đó đúng không ạ mình giỏi một điều gì đó à, thì mình hãy thay đổi lại đi cho chị nếu như mà trên cái hành trình kiếm tiền mà bởi vì cái động cơ kiếm tiền của các anh chị là cái động cơ mà cái cảm xúc không tích cực á thì khi mà các anh chị càng có nhiều tiền hơn thì những cảm xúc đó nó lại càng lớn hơn khi nhiều tiền hơn thì càng sợ hơn khi nhiều tiền hơn thì cái tâm tính nó lại càng không được mát mẻ có bao nhiêu số các anh chị thấy rằng uh, Bên uh, có thể là các anh chị nhìn thấy uh, một ai đó Mình thấy họ cũng uh, Cũng có nhiều tiền đó uh, các anh chị Nhưng mà thấy họ lúc nào cũng không có vui Mặt lúc nào cũng hầm hầm đúng không? Lúc nào cũng uh, Cái cái tính không được mát mẻ lắm uh, Và khi mà các anh chị biết là Cái cảm xúc bên trong của mình là mà nó không có tích cực Mà nó lớn quá thì nó sẽ dẫn tới là cái sự không có khỏe Về cái sức khỏe của mình Cũng như uh, là mình sẽ thu hút những cái điều không có tích cực trên cái hành trình trên cái hành trình mà các anh chị thực hiện mục tiêu. các anh chị nha, nên là chúng ta cần phải kiểm tra lại ha bài tập của các anh chị ngày hôm nay. Đó là các anh chị hãy ngồi lại đúng không? Ngồi lại hỏi bản thân của mình xem lý do vì sao các anh chị mong muốn kiếm được nhiều tiền, lý do vì sao các anh chị mong muốn là mình đạt được mục tiêu đó, đạt được mục tiêu này, đạt được mục tiêu đó, đạt được mục tiêu kia. Mình phải lời mình phải trả lời được lý do vì sao và kiểm tra xem là cái lý do cái động cơ đó có phải nó xuất phát từ những cái cảm xúc tốt đẹp hay không hay là nó đến từ những cảm xúc không tốt đẹp ở đây tác giả có nói một câu như thế này này nghe gì bằng cách tách rời động cơ tài chính ra khỏi cái sự giận dữ sợ hãi và cả nhu cầu chứng tỏ bản thân bạn hoàn toàn có thể thiết lập những mối quan hệ mới để trở nên giàu có thông qua mục đích sự đóng góp và niềm vui Những ví dụ các anh chị mong muốn kiếm nhiều tiền hơn là để mình có thể là uh, báo hiếu thì cho cha mẹ của mình nó xuất phát từ tình yêu thương đúng không ạ để sao mình có thể cho con của mình có được một cái môi trường sống tốt nhất nó cũng xuất phát từ tình yêu thương để các anh chị có thể giúp đỡ cho ai đó và cho ai nữa và nó cũng xuất phát từ tình yêu và cái lòng biết ơn của mình. À, nên khi mà trên cái hành trình mà các anh chị càng có nhiều tiền hơn các chị thì cái tình yêu thương của các anh chị lại càng lớn hơn, cái lòng biết ơn của mình nó lại càng lớn hơn. Những cái cảm xúc tích cực ở bên trong của mình nó lại càng lớn hơn. Và chính những cái những cái cảm xúc tích cực này nó sẽ giúp cho các anh chị đi trên cái hành trình sống nó rất là trọn vẹn. Không phải là mình đợi có nhiều tiền rồi mình mới hạnh phúc đâu các anh chị. Hạnh phúc nó không có thiết kế hiện tại đâu ạ. À. Hạnh phúc được thiết à, thiệt, hạnh phúc nó không được thiết kế cho tương lai mà hạnh phúc nó được thiết kế hiện tại. Ngay trong giây phút hiện tại này, các chị phải nuôi dưỡng những cái cảm xúc mà các chị mong muốn trong tương lai. Nên là tại sao có một câu nói là mình phải sống uh, các chị hãy sống như thể là các chị mong muốn trở thành cái con người mình mình muốn trở thành đấy. Đâu có gì tự nhiên cái chị, mọi thứ nó phải được nuôi dưỡng mọi hạt giống nó cần phải được nuôi dưỡng ngay ở thời điểm hiện tại này. Ok ha và các bạn số các anh chị mình đã hiểu được cái bài tập này ha ngày hôm nay các anh chị làm luôn thì comment tôi ạ. À. Nói cho anh chị rằng là con người không ai hoàn hảo đâu các anh chị và nếu mà bây giờ các anh chị đang ngồi chung Zoom ở câu lạc bộ thì diễm xin chúc mừng các anh chị đó là mình đã biết được cái việc là phát triển bản thân là một cái điều rất là quan trọng mình biết được cái việc đó mình cần phải hoàn thiện bản thân của mình mỗi ngày đúng không ạ? nhưng mà có nhiều người ngoài kia họ không có biết điều này họ sống theo theo được theo những cái gì mà gia đình cũng như cuộc sống cài đặt cho họ thôi giống như ngày hôm nay các anh chị biết là Uh, từ cái nhận thức đúng không ạ nè từ uh, các bước nó tạo ra cái sự thay đổi thông qua định hình suy nghĩ bằng cách làm theo khuôn mẫu nè có thể là người thân của các anh chị họ không có cái cơ hội được phát triển giống như mình khi mà các anh chị đang ngồi đây và họ chỉ cư xử theo cái cách là cha mẹ của họ cư xử như nào thì họ cư xử y chang như vậy thôi hoặc là sao ạ à? hoặc là những cái người xung quanh trong cái môi trường sống của họ từ nhỏ tới lớn họ được quan sát họ được ám thị, thấy không? họ được dạy, họ được thấy những người thân, những người xung quanh của mình làm như thế nào, họ làm như chơi như vậy thôi. Mà không biết rằng là nếu mà những cái người xung quanh đó, nghe chị là những cái người, chẳng hạn như cha mẹ của họ đi, mà biết về sức mạnh thức lực hấp dẫn ha, hay có những cái tư duy niềm tin tích cực hay là biết cách đối nhân xử thế rồi các thứ thì có thể là sẽ truyền dạy lại cho họ. Nếu như mà cha mẹ cũng không biết luôn, cha mẹ cũng sống theo bản năng theo ông bà các thứ thôi. Và những cái người thân của các chị hiện tại bây giờ họ cũng y ra như vậy à, có thể là đôi khi những cái lời nói những cái hành động đó nó không phải là của họ đâu mà đã được uh, ám thị vào được cài đặt vào à, và có có nhiều người cái gì họ cũng không có biết cách cơ họ họ không có biết cách giao tiếp đôi khi là họ không họ không có ý gì hết trơn á nhưng mà chỉ có một cái là họ không có biết cách giao tiếp ấy nên thành ra là nó gây ra cái việc đó là khiến cho mình không có vui không có thoải mái không có hạnh phúc đúng không ạ và nếu như mà các anh chị nhận cái trách nhiệm, nhận cái trách nhiệm là tất cả mọi thứ nó đến với mình là điều do mình thu hút về thì mình không còn phải đổ lỗi nữa, không còn phải giận hờn nữa, không còn phải oán trách nữa, đúng không ạ? Chỉ khi nào mình vẫn còn đóng vai nạn nhân á các anh chị thì mình vẫn còn sự giận dữ, oán trách, đổ lỗi thôi. Còn nếu như mà các anh chị đã đã lựa chọn cái việc đó là mình chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình. Mình biết rằng mọi thứ nó đến với mình chính xác đều do mình thu hút về. Cái người đó, đúng không? họ chỉ là cái nguồn lực. À, nguồn lực, họ cũng đang không tích cực, mình cũng đang không tích cực. Thế là cộng nghiệp lại với nhau. Nên là mình phải biết ơn đó các anh chị nha. Biết ơn những cái con người đó đã là cái nguồn lực của mình vũ trụ tiềm thức của mình rất là tuyệt vời các anh chị. cái chị mong muốn cái gì tiềm thức cũng thu hút tới, thu, thu hút đến. cho dù đó là cái điều tích cực hay là không tích cực. vậy thì khi mà nguồn lực tích cực tới thì các anh chị biết ơn đúng không ạ? ồ biết ơn người đó quá tuyệt vời quá quý nhân quý nhân xuất hiện giúp đỡ cho mình. Ủa rồi khi mà các anh chị không tích cực thì vũ trụ cũng thu hút nguồn lực tới mà các anh chị. chỉ có cái là nguồn lực không tích cực thôi. hả không thì sao lúc đó đổ thừa kỳ vậy? lúc điều tốt đẹp tới thì quý nhân quý nhân lúc điều không tốt đẹp tới là do cái người đó đó chứ không phải do tôi đâu <laughs> người đó tự nhiên cái hả nó nói tôi câu đó người đó làm với tôi điều đó rồi cái thứ thế là khi mà mình không có nhận cái trách nhiệm thì mình sẽ đóng vai nạn nhân và đóng vai nạn nhân thì sao đổ lỗi than phiền oán trách đây là dấu hiệu của nạn nhân và cái chị đọc cái sách này các chị biết rồi đó là nạn nhân nếu mà mình đóng vai nạn nhân đó các anh chị thì mình không thể nào trở thành cái người thành công được còn người thành công thì họ không đóng vai nạn nhân mà họ chịu trách nhiệm các anh chị nha nên là vì sao hãy luôn luôn biết ơn cả những cái điều tốt đẹp và không tốt đẹp đến với cuộc sống của mình bởi vì những cái điều đó do các anh chị hút tới hết mà đó là nguồn lực hết đó nên là để mà các anh chị có thể thu hút những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình thì mình phải làm chủ làm chủ ai làm chủ mình làm chủ trong từng những cái suy nghĩ những cái lời nói những cái hành động của mình các anh chị thì mình mới có thể làm chủ được cuộc đời của mình ok không ạ bây giờ các anh chị mình rõ điều này comment tôi ạ à. nên thôi ngày hôm nay là ngày xá tội ngày hôm nay hôm nay là ngày tha thứ nha tha thứ đi chứ các anh chị để trong lòng hoài anh chi coi như trước giờ mình không có biết là mọi thứ nó mọi thứ cái điều đó đến là bởi vì mình hôm nay mình biết rồi Thôi mình biết ơn cái người đó các anh chị và mình tha thứ. Các anh chị tha thứ để chi à? Để mình có thể giành lấy lại cái quyền làm chủ cuộc đời của mình. Chứ giờ các anh chị không tha thứ thì sao? Thì cũng có sao đâu. Cái người kia họ chả sao hết trơn. Chỉ có các anh chị thôi. Các anh chị ôm những cái thứ không tích cực vào người. Rồi chính các anh chị là người thu hút những cái không, không có tích cực đến với mình. Rồi sức khỏe mình không tốt. Đúng không ạ? Chứ, chứ người kia táo chả sao. Tại vì khi mà người ta có những cái suy nghĩ Những cái lời nói những hành động gì Thì cuộc đời của người ta Ví dụ người ta có những cái suy nghĩ lời nói hành động mà không tích cực á Thì cuộc đời của người ta sẽ có sao Theo cái suy nghĩ của họ Còn giờ các anh chị cứ ôm trong người Trong cuộc sống này chỉ có mình với lại luật hấp dẫn thôi các anh chị Các anh chị cho đi cái gì mình nhận lại được cái đó Nên thôi Hãy cho đi những điều tốt đẹp đi ạ à? Bỏ qua đi Mình hoàn hảo dữ quá Mình bắt người ta hoàn hảo mà Đôi khi mình nói chuyện đâu có dễ ưa đâu mà ở khi những, những cái gì mình làm mình cứ nghĩ đâu mình làm cái điều đó là là, là là dễ ưa nhưng thật sự ra là không có ưa mình cũng không biết mình cũng vô tình khiến cho những cái người xung quanh của mình họ cũng không vui vậy Đấy, cái chị nha mình cũng đâu có hoàn hảo đâu mình bắt cái người đó họ phải hoàn hảo họ còn một cái gì đâu họ còn có một cái đó nữa thôi họ mà hoàn hoàn hảo cái đó nữa là họ tuyệt vời mình có hoàn hảo đâu Đấy, cái chị nên là bỏ qua tha thứ biết ơn ở trong cuộc sống này chỉ có một là một là bạn hay là thầy thôi đúng không? thầy họ đến để họ, để họ dạy cho mình một cái bài học nào đó <laughs> bạn mà có khi có đôi có khi có những cái tiên xuất hiện để giúp cho mình thực hiện những điều mà các anh chị mong muốn à, chứ không có những cái người khác đâu các anh chị khi mà các anh chị hiểu được cái điều này mình nhận lãnh cái trách nhiệm thì các anh chị sẽ rất là vui vẻ rất là hạnh phúc xoay vào bên trong của mình để luôn hoàn thiện bản thân xóa bỏ đi hết những cảm xúc không có tích cực các okay, anh chị ha tại vì nếu mà các anh chị cứ giữ những những cảm xúc không tích cực đó đó trên cái hành trình này mỗi ngày mà các anh chị xây dựng thì nó lại càng lớn hơn những cảm xúc không tích cực lớn hơn thì cuộc sống của mình nó không có hạnh phúc rồi cái gì ở đây tác giả chia sẻ chúng ta các bước để giúp cho các anh chị có thể thay đổi thông qua định hình suy nghĩ này các anh chị đầu tiên là nhận thức đúng không ạ? Nghĩa đầu quan sát các cách cư xử, thói quen của cha mẹ hay là những cái người thân có ảnh hưởng đến bạn trong quá khứ về vấn đề tiền bạc và sự giàu có. Hãy viết ra cái mức độ tương đồng hay là đối lập giữa bạn với họ. Ok chị viết ra đi rồi các anh chị sẽ thấy. Đôi khi là mình mình được học đúng không ạ? Từ những cái người xung quanh mình đấy. Chứ hiện tại là có những cái niềm tin về tiền bạc, những cái hành động về tiền bạc nó không phải của mình đâu chị. Nên là bước thứ nhất nha, bài tập luôn đó. Các anh chị làm đi. Tại vì mình mình đọc, mình đọc sách không, không có kết quả đâu chị. Mà từng những cái trang sách này các anh chị thực hành à, để mình có được cái sự biến đổi mỗi ngày tốt lên một phần trăm thôi. Nha các anh chị nha. Nhưng mà sau khoảng tuần, hai tuần hoặc là một tháng thì các anh chị sẽ thấy được mình có được cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Nên là bài tập hôm nay đó là các anh chị quan sát cách cư xử thói quen của cha mẹ những người thân ảnh hưởng ảnh hưởng đến bạn trong cái quá khứ nha về vấn đề tiền bạc hay là sự giàu có. Hãy viết ra mức độ tương đồng hay là đối lập giữa bạn với họ. Sau đó qua bước thứ hai đó là hiểu biết. Liệt kê những cái ảnh hưởng của cái hành động làm theo những khuôn mẫu đó. Nói chung là mình bắt chước người khác cái điều đó đó. Thì nó gây ra những cái ảnh hưởng gì trong cái cuộc sống về tài chính của mình ví dụ ví dụ như là cái câu chuyện mà tác giả chia sẻ đúng không ạ đó là ông ấy có một cô vợ đó vợ của tác giả đó thợ và ngay từ lúc nhỏ thì thấy mẹ của mình xin xin tiền mẹ mẹ bảo rằng là ba giữ tiền con ơi mẹ không có giữ tiền nên là trong cái niềm tin của cô gái này là lúc nào người đàn ông trong gia đình là người đã giữ tiền và cô ấy sẽ làm đủ mọi cách để thoái thác cái việc mà giữ tiền các thứ. Đó cũng đến từ niềm tin nha các chị nha. Có anh chị nào ở đây mà các chị sợ giữ tiền không? Đưa đây đưa đây giữ giùm cho nè. <laughs> sợ giữ tiền không? Có muốn số các chị sợ giữ tiền nhá. Bởi vì sao à, bởi vì cái chị nghĩ rằng là mình giữ tiền là mình phải lo, nghĩ mình phải chi này chi kia chí nọ trong nhà các thứ đúng không Trời ơi phiền quá để chồng mình giữ tiền cho rồi cho mình khỏe cái đầu đúng không? cho khỏe cái đậu ừ đó là niềm tin đó cái chị nha niềm tin đó cái chị thử quan sát lại xem nó đến từ đâu có thể là đến từ cha mẹ của mình hoặc là đến từ những cái người thân nào mà cái anh chị ở cạnh mà cái chị nhìn thấy cái đó làm cho mình né luôn né tiền bạc luôn và khi mà cái anh chị né tiền bạc thì chuyện gì xảy ra tiền thức của cái anh chị tưởng đâu là chủ nhân của tôi không thích tiền bạc chủ nhân của tôi thấy tiền là né Thế là sao ạ? À? Tiền đâu thu hút được về với mình đâu? Và vợ của tác giả cũng như, cũng giống như vậy đúng không ạ? Thế là cô ấy cứ nghĩ chồng là giữ tiền và mình là cái người chỉ là tiêu tiền thôi. Và thế là nó dẫn tới là cái mối quan hệ không có được hòa hợp. Hoặc là là có nhiều gia đình tối ngày mình thấy sau ba mẹ của mình cứ ngày nào cũng nói những điều không tích cực về tiền bạc hết và nó sẽ dẫn tới hai hai tình huống tình huống thứ nhất là sau này về sau này khi mà các chị có gia đình gia đình của các chị y chang luôn hoặc là trường hợp đối ngược lại hoàn toàn đó là vì mình chịu không có nổi điều đó nữa mình không có muốn như vậy và các chị thay đổi khác hoàn toàn so với cha mẹ của mình nên là mình cần phải liệt kê ra nha khi mình bắt chước những cái điều đó thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống tài chính của mình đúng không ạ có một cái công thức đó chị đó là học theo người thành công và thành công luôn chứ giờ mà các anh chị học theo người không thành công mà các anh chị đội đội thành công sao được đúng không ạ nên là bây giờ mình phải ngồi mình quan sát lại nè đó là à mấy cái này mình học theo nè thì những cái điều này nó tạo ra kết quả gì cái nào mà mình cảm thấy là mình học theo Mà nó tạo ra kết quả không như mình mong muốn thì sao ạ à? Thì thay đổi đi Đúng không ạ à? Thì mình, mình có coi, coi là à, người nào thành công Bây giờ mình muốn có kết quả giống ai Vậy thì mình học từ họ Mình thay đổi lại những cái suy nghĩ Những cái niềm tin, những cái hành động của mình Quay số cái chị làm được điều này comment tôi ạ à. à, Những cái gì mà các chị đang có bên trong Nó không phải của các chị đâu Nó, nó được môi trường xung quanh ám thị đấy có thể là những cái con người xung quanh có thể là những cái sự kiện nó xảy đến với cuộc đời của mình và nó khiến cho các anh chị có cái niềm tin đó chứ không phải của mình nên là các anh chị có quyền năng để thay đổi nó và cái bước thứ ba đó là bạn nhận ra rằng cái cách cư xử đó là do bạn bị ảnh hưởng từ những cái yếu tố khuôn mẫu bên ngoài chứ nó không không có thuộc về bản chất của bạn ngay từ lúc này đây bạn có thể lựa chọn để trở nên khác biệt ok ha bây giờ các anh chị đặt tay lên trái tim của mình cùng đọc tuyên bố với diễm nha đọc tuyên bố rồi nha chị đối với những quan điểm về tài chính trước giờ tôi chỉ làm theo người khác ngay từ bây giờ tôi sẽ làm theo cách của tôi Tôi có tư duy triệu phú Rồi đặt tay trán Mình nói ha Tôi có tư duy triệu phú Nè à, tôi này các anh chị Tôi là bộ não của mình á Đây 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 là tôi có tư duy triệu phú Ok nha Ok các anh chị ha Nên là ngay từ giây phút này Các anh chị đã có quyền năng ha Để mình có thể thay đổi lại cuộc sống của mình rồi đó Mọi cái kết quả tài chính Mà các anh chị đang có Nó đến từ những cái suy nghĩ, những cái tư duy, những cái niềm tin của mình bên trong. Và những cái niềm tin của mình bên trong, đó, các anh chị, nó đến từ sao ạ? À? Những cái môi trường xung quanh mà mình được ám thị vào. Bây giờ các anh chị không có mong muốn sao, sao chép theo những cái điều mà nó không đạt không giúp cho mình đạt được mục tiêu nữa. Thì các anh chị sao ạ? À? Mình thay đổi lại. Mình sao chép lại cái công thức của người thành công. Khi mà các anh chị chỉ cần là sao ạ? À? Cho phép bản thân của mình được thay đổi sao chép lại những cái tư duy, những niềm tin, những cái hành động thói quen của người thành công thì kết quả của các anh chị sẽ thay đổi. Kết quả về tài chính của mình sẽ thay đổi. Hồi xưa Diễm cũng vậy các anh chị. Trước khi tham gia vào môi trường câu lạc bộ à, Diễm không không gọi là mình không có giữ tiền được, không biết cách quản lý tiền. Làm ra nhiêu tiền cũng sao mà cũng hết hết trơn. Mặc dù là mình ý thức được cái việc đó là mình phải biết cách quản lý tiền đó, mình phải mình mình phải quản lý tiền. Nhưng mà không quản lý tiền không có được cho đến khi mà Diễm tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí môi trường câu lạc bộ đúng không? Mình mới mình mới phát hiện ra rằng là à thì ra là mình đang có những cái tư duy những niềm tin nó không nó cũng nó không nó không có hỗ trợ cho mình trong cái việc tự do tài chính và trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí các anh chị nó có một cái bài tập bài tập này sẽ giúp cho các anh chị kiểm tra lại xem là tất cả những cái suy nghĩ những tư duy những niềm tin của mình về tiền bạc mình đang có những niềm tin nào và những cái niềm tin nào nó đang là giới hạn mình, nó đang không cho mình kiếm nhiều tiền hơn, à, thì mình sẽ được sao ạ? À? Mình sẽ được loại bỏ những cái niềm tin đó ra và mình được cài đặt lại những cái niềm tin mới của người thành công. Bên trong của các anh chị hiện tại ở đây có rất nhiều niềm tin, nhưng mà nếu như mà mình không có phân biệt được à đâu là cái niềm tin nên giữ lại hay là đâu đâu là cái niềm tin mà mình cần phải loại bỏ, có nhiều cái niềm tin mình cứ nghĩ nó đúng ai về đâu nó là niềm tin giới hạn. Vì ví dụ nè. Có bao nhiêu số các anh chị tin rằng thất bại là mẹ thành công? Comment tôi ạ. À. Nếu như hồi xưa trước khi mà các anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ các anh chị có niềm tin này không? Hỏi thiệt. Trước khi nha, anh chị nào ở đây mà chúng ta toàn đang tính trước khi mà các anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ các anh chị có niềm tin này không? Các anh chị comment tôi ạ. À. Đúng không? Rồi các anh chị thử nghiệm lại cuộc đời của mình, anh chị nào đây có niềm tin thất bại là mẹ thành công, nghiệm lại cuộc đời của mình đi, có phải là mình đã bao lần lên xuống cuộc đời rồi cái gì ha. nó cứ làm gì cũng phải đầu tiên là cũng phải cho rất là vật vả rồi các thứ đúng không ạ đó rồi không thành công rồi không thành công không sao thất bại là mẹ thành công đó rồi đã đời coi như cũng dập dùa luôn đó rồi xong đó mới thành công đã chưa khỏe luôn có nhiều anh chị ở đây còn đang, đang 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 đi trên cái hành trình mà chưa tới thành công nữa cơ mà mình thấy sao cái hành trình của mình đi Hết gặp tới cái này, tới gặp tới cái kia Tới gặp tới cái nọ Sao nó không thuận lợi như người ta nhỉ Thôi, cái chị thấy chỉ một niềm tin thôi nha Là cái chị phải trả giá Bằng thời gian Bằng công sức Bằng tiền bạc Một niềm tin vu vơ vậy thôi Mình nghe người ta nói thôi khi mà mình lớn lên cái mình đọc lướt facebook đọc cái này đọc kia nghe người ta bảo rằng thất bại mình thành công thế là mình cũng gắn vô đầu của mình luôn một niềm tin tưởng ai đó không biết thế là khi mình gắn vào đầu của mình mình phải trả giá bằng mình phải trả giá bằng thời gian công sức và tiền bạc sư diễm cũng vậy cái gì xưa mình làm gì lúc đầu mình làm nó cũng chịu chật cái giuộc có chật và nhiều lúc đó mình cũng ức bản thân của mình lắm sao vậy ta cái việc cái việc nhỏ thôi mà là cũng được cũng xong nữa. Nhưng mà khi mà Diễm tham gia vào môi trường của câu lạc bộ cái gì, tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ, lúc mà làm bài tập để mà mình kiểm tra những cái niềm tin của mình á xem xem là mình đang có những cái niềm tin nào, thì Diễm mới phát hiện ra là mình đang có niềm tin thất bại là mẹ thành công. Và trong môi trường câu lạc bộ dạy rằng là sao ạ? À? Nếu mà mình đang có niềm tin này, mình làm mình phải trả giá đó. Vậy thì cái niềm tin đúng rồi thành công là gì ạ? À? Đó là thành công nó sẽ nối tiếp thành công. Thành công nó sẽ nuôi dưỡng thành công và thành công đại thành công. Khi mà Diễm có, Diễm thay đổi được cái niềm tin này trong nhóm đại luyện thân tâm trí anh chị nha. À, thì từ đó về sau, à, khi mà mình đặt ra một cái mục tiêu nào đó anh chị, Diễm vẫn luôn là sao ạ? À? Làm là phải chính xác. và phải thành công ngay từ khi mình lần đầu tiên chạm vào. Nên là vì sao có cái tên gọi là doanh nhân chạm tay hóa vàng. Chạm vào thành công luôn ấy, chị. chứ không phải chạm vào rồi cờ dụt, trực 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 đúng không ạ? À? Anh chị theo chỉ một niềm tin thôi mà nó thay đổi cái kết quả ha nên là anh chị nào ở đây hiện tại trong cái cuộc sống của mình đó, về tài chính đó, các anh chị thấy rằng là không biết làm sao lúc có lúc không lúc mà mình có tiền lúc mình không có tiền mình hoặc là các anh chị ở cái mức thu nhập nào lâu quá rồi mà nó chưa có đột phá lên được thu nhập nó như, như đó hoài là mà mọi cách nó cũng chưa lên được hoặc là hiện tại là về cái cuộc sống tài chính của mình mình cảm thấy là nó chưa có được như các anh chị mong muốn ha à, thì các anh chị biết rằng là bên trong mình đang có một cái niềm tin nào đó mà mình cần phải thay đổi. Khi mà các anh chị thay đổi niềm tin thì sao ạ? À? Thì cảm xúc thay đổi, hành động thay đổi, kết quả thay đổi. Thì nếu mà anh chị nào đang có những cái điều này thì các anh chị có thể ra quyết định để mình tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ cái chị. Khi mà các anh chị vào đây à, giống như Diễm hồi xưa đó, có một cái bài tập mà để giúp cho mình xem lại từng cái niềm tin của mình để mình phát hiện ra đâu là cái niềm tin mình cho là đúng nhưng mà sự thật nó đang giới hạn mình và cái chị cần phải loại bỏ để mình thay đổi lại cho mình những cái niềm tin mới người thành công nha các chị nha và cái nhóm rèn luyện thân tâm trí chúng ta sẽ bắt đầu từ chủ nhật tuần này ha là cái khóa mới rèn luyện thân tâm trí mới sẽ bắt đầu luôn nên anh chị nào ở đây các anh chị đang mong muốn thay đổi cuộc sống này các anh chị hãy thể hỏi trưởng nhóm của mình để mình tham gia ok ha những kể các chị nghe thêm một câu chuyện như này nè đó là hồi trước đó Diễm có nói chuyện với một cái chị học viên và chị ở ấy ở cộng hòa xét á chị ấy mới nói là em ơi chị ở bên đây cộng hòa xét á thì mỗi tháng thu nhập của chị cũng khoảng 200 triệu một tháng nhưng mà chị không giữ được tiền không giữ được tiền luôn nghe chị mặc dù 200 trăm chai một tháng cũng không giữ được tiền không có rồi cuối cùng cũng xây, xây qua xây lại cũng không có giữ được tiền luôn mà chị không biết lý do vì sao nữa thế là Diễm mới nói chuyện với chị ấy nói chuyện về quá khứ chị thì chị ấy có kể một câu chuyện như này đó là hồi xưa mà chị ở Việt Nam chị rất là giàu có lúc đó là chị là doanh nhân và chị ấy tạo ra cả cả hàng nghìn tỷ đó các anh chị chứ không phải là 200 triệu đâu nhưng mà lúc đó chị ấy sống rất là tầng tiện các thứ không có xài không dám xài tiền này kia luôn và giờ cho đến một hôm thì công việc kinh doanh của chị ấy không có thuận lợi nữa và toàn bộ những cái gì chị ấy có Thì chị ấy không có giữ được Chính vì thế chị ấy có niềm tin là sao Có tiền là phải xài Không xài là có giữ được đâu nha <laughs> Đôi khi á chị Có nghĩa là một cái niềm tin nó, nó nó đến từ những cái sự kiện Một cái sự kiện tình huống đặc biệt nào đó trong quá khứ Và nó khiến chị ấy có cái niềm tin đó Và từ đó về sau Khi mà có niềm tin đó rồi Thì có bao nhiêu tiền tiêu hết mấy nhiêu tiền Không giữ luôn Không giữ được đồng nào và khi mà diễm nói chuyện xong thì mình mới, mới phát hiện ra là à thì ra là chị ấy có đang có cái niềm tin này chính vì thế vì sao chị ấy làm bao nhiêu cũng không giữ được và diễm đã nói với chị ấy rằng là hãy tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí câu lạc bộ để mình có thể kiểm tra lại không chỉ có một niềm tin đó đâu có thể là bên trong còn có nhiều niềm tin khác nên là tham gia vào thân tâm trí để chị kiểm tra lại đi để mình thay, mình cài đặt lại các anh chị và khi mà chị ấy tham gia nhóm rèn luyện thân tâm trí chị ấy được cài đặt lại được mà từng cái tư duy của người thành công à, thì bây giờ cái công việc kinh doanh làm ăn của chị ấy rất là thuận lợi thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba và chị ấy quan trọng là bây giờ đã giữ được tiền bạc à, và biết gia tăng tiền bạc đầu tư các chị gia tăng thêm tiền bạc của mình và bây giờ rất là tuyệt vời các chị nha à, và tất nhiên câu chuyện này cũng nó cũng không phải là điển hình mỗi anh chị cá nhân khác nhau mình sẽ có những kết quả khác nhau ok không ạ rồi, và chúng ta nếu mà muốn tham gia thì liên hệ trưởng nhóm của mình. Ok, hai cái chị ha. À, bây giờ thì mình sẽ cùng với nhau Rắc bụi phép màu cho buổi dung Hôm nay cái chị có hai bài tập, các chị nhớ không ạ? Bài tập thứ nhất là kiểm tra lại cái gốc rễ của mình. Động cơ mà cái chị mong muốn kiếm nhiều tiền hơn là cái gì? Bài tập thứ hai đó là mình sẽ liệt kê ra xem. À, là hồi nãy là cái nhận thức rồi đó, đó. Nhận thức hiểu biết và là tách biệt đó. Đó là cái bài tập thứ hai. Ok Và cái điều mà Diễm mong muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay Đó là hãy học cách chịu trách nhiệm với chính bản thân của mình Đừng có đóng vai nạn nhân nữa Đủ rồi Đóng vai nạn nhân mấy chục năm nay rồi đúng không ạ Đủ rồi Giờ mình không biết thôi không? Nhưng mà bây giờ mình có sự hiểu biết rồi mình biết rằng là tất cả mọi thứ nó đến với mình là điều do mình thu hút về có ở đâu đóng vai nạn nhân nữa đúng không ạ nên là hãy chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình Ok, bây giờ thì dựng gì dự với các anh chị mình sẽ cùng với nhau Chúng ta sẽ rắc bụi phép màu cho ngày mới nha Các anh chị hãy nhắm mắt lại Và hình dung tưởng tượng ở trong tâm trí của mình Đó là bây giờ là buổi tối cuối ngày hôm nay Ngày hôm nay các anh chị đã đạt được Cái kết quả gì về tài chính, về sức khỏe Về mối quan hệ Ok ha, và mình gửi lời biết ơn Như thể là ngày hôm nay Mình đã đạt được hết rồi Và chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại nào Cảm ơn các anh chị